Tiếp tục sẽ là một câu hỏi trực tiếp. Alo VTC16 xin nghe. Dạ vâng ạ, xin chào khán giả. Khán giả đã được kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình Hãy Hỏi Để Biết. Xin mời khán giả giới thiệu họ tên, địa chỉ và nội dung câu hỏi của mình ạ. Em là Đào Văn Tâm ở phạm xã Đồng Thang, Yên Mỹ, Hương Yên ạ. Dạ vâng ạ, hôm nay thì khán giả sẽ đặt câu hỏi gì cho các chuyên gia ạ? Vâng, em có cái lợn xè mà nó đang chữa ở cái tháng thứ 2. Thì bây giờ em muốn hỏi là mình tiêu để mình cho con nó trẻ ra Dạ vâng ạ. Sau đây thì xin mời khán giả kết nối trực tiếp với chuyên gia chăn nuôi thú y. Xin mời chuyên gia Lê Văn Năm. Tôi chưa nghe rõ cái đoạn giữa, tức là 2 tháng tuổi thì tiêm cái gì? À, anh ý anh thế nào? Anh nói lại đi. Vâng, bây giờ là em có cái lợn mà nó đang chữa ở tháng thứ 2 thì bây giờ Rồi. em muốn đang hỏi chuyên gia là mình nên tiêm được cái gì không ạ? Mà tiêm phòng cái gì để cho sau này ví dụ như nó đẻ ra con nó đỡ được cái tiêu chảy nữa. À Thì vâng cái vâng. phòng được cái thuốc gì không ạ? Vâng. Tức là có 4 loại vaccine cần tiêm trước khi đẻ. Còn từ bây giờ cho đến 85 ngày chửa là không được tiêm chọc cái gì cả. Không tiêm một cái gì Từ cái nay này đến thì 85 ngày chửa. đang bị bổ sung Từ từ, anh nghe sang tôi nói, không cần. anh nghe tôi nói. Ủa anh lại làm Vâng. lộn bây giờ đấy. Vâng. Từ giờ đến lúc chửa được 85 ngày là không có tiêm chọc trách gì cả. Mà anh chỉ chăn nuôi đúng kỹ thuật thôi. Từ 85 ngày tuổi trở lên thì anh tiêm các vaccine như sau. Một là lở mồm long móng, hai tai xanh, ba dịch tả heo, là ba vaccine này phải tiêm bắt buộc. Thế còn bây giờ chống tiêu chảy, lợn con sơ sinh thì có hai loại vaccine cần phải dùng. Một là chống coronavirus, tức là dịch tiêu chảy viết tắt là TGE, là viêm dạ dày ruột truyền nhiễm, và dịch tiêu chảy cấp gọi là PED. Thì hai vaccine này anh mua trên thị trường có loại vaccine đơn giá thì mua 2 cái chậm 1 anh tiêm. Còn nếu là nhị giá là tốt nhất, tức là PED cộng TGE hoặc ngược lại, TGE cộng PED. Vaccine thứ hai là chống tiêu chảy do cô ly và sưng phù đầu do cô ly do ung huyết, thì nó có Neocolipor hoặc là Vaccolivor hoặc là Letergas. Đó là một số cái loại vaccine chống E. coli này, tôi đọc bài tên anh nhớ được tên nào thì nhớ, mà không nhớ thì ghi lại. Tức là vắc coli hoặc hoặc Neocolipor hoặc Letergas. Đấy thì ba cái một trong ba loại vaccine chống tiêu chảy do E. coli thì anh dùng vaccine nào cũng được. Chú ý là ba vaccine chống tiêu chảy do coli thì dùng một trong ba cái thôi. Cái thứ hai là tiêu chảy do coronavirus gồm TGE và PED thì phải tiêm, thì cái bệnh hai bệnh TGE và PED có thể gây chết từ 70 đến 100%. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm Vâng. với những tư vấn vừa rồi. Vâng ạ, xin được cảm ơn khán giả đã gọi điện về cho chương trình của chúng tôi. Và trong quá trình canh tác nông nghiệp, nếu như còn thắc mắc gì thì khán giả có thể tiếp tục gọi điện về tổng đài 1900 6145 để được các chuyên gia giải đáp kịp thời.